vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Xa Hàn, và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin nổi bật có trong ngày. Các cô nàng Blackpink tiếp tục khiến người hâm mộ hạnh phúc khi góp mặt trong các hoạt động cộng đồng quốc tế. Mới đây thì Blackpink chính thức trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ cho các mục tiêu phát triển bền vững SDG của Liên Hợp Quốc. SDG là tập hợp các mục tiêu liên kết của các cộng đồng toàn cầu, bao gồm các vấn đề chung của con người như đói nghèo và bệnh tật, cũng như các vấn đề về môi trường, kinh tế và xã hội toàn cầu. Theo đó thì SDG bao gồm 17 mục tiêu chính và 169 mục tiêu chi tiết, thường được sử dụng như một tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý bền vững. Liên Hợp Quốc cũng đăng tải danh sách các đại sứ được bổ nhiệm lên Twitter chính thức. Được biết thì Blackpink đã được chọn là một trong những đại sứ SDG sau quá trình chọn lọc cẩn thận. Khi nhận được lá thư từ thư ký Liên Hợp Quốc thì nhóm bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với mục đích của các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và vui vẻ xác nhận sự tham gia. Các thành viên chia sẻ: "Thật vinh dự khi chúng tôi được tham gia vào việc tạo ra một con đường hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Cùng với các Blink, người hâm mộ nhóm, chúng tôi muốn quảng bá tầm quan trọng của SDG cho toàn thế giới và góp phần giải quyết các vấn đề mà con người đang phải đối mặt ngày nay." Vào chiều ngày 17 tháng 9 thì Lisa tiếp tục đăng tải video tiếp theo trên kênh Lily Film của mình, hé lộ hậu trường tập luyện và quay MV La Lisa. Trong nhiều cảnh quay hậu trường thì người xem đổ dồn sự chú ý vào phân cảnh Lisa tập luyện múa cột. Đây cũng là lần đầu tiên Lisa thử sức thể loại múa đầy táo bạo này. Trong video thì Lisa diện đồ bó sát, khoe trọn mọi đường nét tuyệt hảo trên cơ thể. Netizen không khỏi dành nhiều lời khen cho body của em út Blackpink. Và nhanh chóng sau đó thì khi lên set quay, Lisa thể hiện được khả năng học hỏi nhanh như chớp của mình. Ngay trong set quay đầu tiên thì Lisa đã hoàn thành vô cùng tốt và gần như hoàn hảo để có thể đưa vào MV. Các vũ công nhảy cũng nhận xét Lisa đã thành công trong việc thực hiện những động tác này ngay lập tức. Vì thế mà tôi rất sốc và động tác của cô ấy thực sự rất đẹp. Dàn vũ công vô cùng kinh ngạc trước khả năng và tốc độ học hỏi của Lisa. Chúng mình là Tốt Xa Hàn và cảm ơn bạn đã theo dõi video này, và đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!